Chào mừng các em đến với kênh thầy Lim. Hôm nay cô mời các em theo dõi ngữ văn lớp 6 bài trong bài 1 trang 13 đến 15 đến trang 15 sách giáo khoa. Thì trong quá trình xem nếu các em thấy có quảng cáo thì hãy nhấn vào xem để ủng hộ thầy Lim có thêm kinh phí để làm những video tiếp theo nhé. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần hôm nay, đó là từ và cấu tạo của từ tiếng Việt. Từ và cấu tạo của từ tiếng Việt. Thì một la mã từ là gì? Một nhỏ. Lập danh sách các tiếng và danh sách các từ trong câu sau. Biết rằng mỗi từ đã được phân cách với từ khác bằng dấu gạch chéo. Thần, dạy, dân, cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở. Thì ở câu số 1 này, người ta yêu cầu mình lập cái danh sách các tiếng và danh sách các từ trong câu ở dưới đây. Thì ở đây thì chúng ta đã biết rằng phân cách ở cái các từ thì người ta đã phân cách sẵn cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ tìm xem ở đây là cần là lập danh sách các tiếng. Thì chúng ta đã học ở tiểu học, thì ở cấp tiểu học thì chúng ta đã biết rằng tiếng là đơn vị cấu tạo nên từ. Tiếng có thể có nghĩa rõ ràng hoặc có nghĩa không rõ ràng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở. Thì chúng ta đã định nghĩa được tiếng là như thế nào. Tiếng là đơn vị cấu tạo nên từ. Thì ở đây chúng ta thấy rằng ở đây đó là gồm có mấy tiếng nè. Chúng ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có, trong câu này chúng ta sẽ có là 12 tiếng. Là chúng ta sẽ nêu lại như sau. Trong câu trên có 12 tiếng là thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở. Đó là tiếng. Rồi bây giờ tới phần danh sách các từ thì chúng ta đã biết từ là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa dùng để đặt câu. Thì từ có thể do một tiếng có nghĩa tạo thành, hoặc là từ do hai hoặc nhiều tiếng ghép lại tạo thành nghĩa chung. Đó, thì ở đây chúng ta thấy rằng từ thần dạy dân cách thì ở đây nó có cái nghĩa một tiếng, thì nó đã có cái nghĩa. Rồi ở đây trồng trọt thì cái này là do hai tiếng ghép lại, nó sẽ tạo thành nghĩa chung, đó là trồng trọt và chăn nuôi. Đó, như vậy thì ở đây từ đã được phân cách bằng các dấu gạch chéo. Thì ở đây chúng ta sẽ đếm được, đó là các từ đó là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì ở đây chúng ta sẽ có 9 từ. Nó là từ thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở. Đó, như vậy ở câu số 1 này chúng ta sẽ có là trong câu trên có 12 tiếng và có 9 từ. Rồi tiếp theo mình qua câu số 2. Các đơn vị được gọi là tiếng và từ có gì khác nhau? Thì ở đây người ta cho gợi ý là mỗi loại đơn vị được dùng làm gì khi nào một tiếng được coi là một từ. Thì chúng ta sẽ trả lời. Thì ở đây chúng ta đã biết tiếng, thì tiếng là đơn vị cấu tạo nên từ. Thì tiếng đó là tiếng đã dùng để tạo từ. Đó, tiếng thì là dùng để tạo từ. Còn từ thì
dùng để tạo câu. Như ở câu số 1 đó, tiếng là dùng để tạo. Đây, đây có tất cả 12 tiếng, thì ở trong đó có cái tiếng trồng và trọt, thì ở đây chúng ta sẽ tạo nên một từ. Đó, tiếng trồng trọt này sẽ tạo nên một từ. Nhưng nói về tiếng thì chữ trồng trồng trọt này sẽ là hai tiếng. Nhưng mà khi là một từ thì đó là từ trồng trọt. Như vậy ở đây tiếng dùng để tạo từ và từ dùng để tạo câu. Thì từ đó, từ thì có thể là do một tiếng có nghĩa tạo thành, hoặc do hai hoặc nhiều tiếng ghép lại để tạo thành nghĩa chung. Như vậy từ dùng để tạo nên một câu, thì ở đây câu số 1 này tất cả có 9 từ đã tạo nên một câu như thế này. Như vậy các em hiểu chưa nè? Rồi khi một tiếng có thể dùng để tạo câu, tiếng ấy trở thành từ. Thì một tiếng có thể dùng để tạo câu, và tiếng ấy có thể là trở thành một từ được. Rồi tiếp theo mình sẽ qua phần 2 là mã. Từ đơn và từ phức một nhỏ, dựa vào những kiến thức đã học ở bậc tiểu học, hãy điền các từ trong câu dưới đây vào bảng phân loại. Từ đấy nước ta chăm nghề trồng trọt, chăn nuôi và có tục ngày Tết làm bánh chưng, bánh dày. Thì ở đây chúng ta ở tiểu học thì chúng ta đã học rằng kiểu cấu tạo từ thì gồm có từ thì có là cấu tạo kiểu cấu tạo từ thì gồm có là từ đơn và từ phức. Rồi, ở đây rồi mình sẽ điền vào cái bảng phân loại này. Thì ở đây từ đơn sẽ là các từ từ đáy nước ta chăm nghề và có tục ngày Tết làm. Rồi từ phức thì gồm có từ từ ghép và từ lấy. Thì ở đây từ ghép có là từ chăn nuôi, bánh chân, bánh giày, trồng trọt. Rồi tiếp tục mình qua câu số 2. Cấu tạo của từ ghép và từ lái có gì giống nhau và khác nhau? Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng có sự giống nhau, đó là từ lấy và từ ghép đều gồm hai tiếng trở lên, đều là từ phức. Còn khác nhau, từ lấy giữa các tiếng có quan hệ về với nhau về âm. Rồi từ ghép thì giữa các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa. Đó, như vậy chúng ta sẽ trả lời như thế này. Rồi tiếp theo phần 3 la mã luyện tập. 1. Đọc câu sau và thực hiện yêu cầu bên dưới. Người Việt Nam ta, con cháu vua Hùng, khi nhắc đến nguồn gốc của mình thường xưng là con rồng cháu tiên. A. Các nguồn gốc con cháu thuộc kiểu cấu tạo từ nào? B. Tìm những từ đồng nghĩa với từ nguồn gốc trong câu trên. C. Tìm thêm
Các từ ghép chỉ quan hệ thân thuộc theo kiểu con cháu, anh chị, ông bà. Thì ở đây mình sẽ trả lời nó là các từ nguồn gốc con cháu thuộc kiểu từ ghép. Rồi B, từ đồng nghĩa với từ nguồn gốc là cội nguồn, gốc gác, tổ tiên, nòi giống, gốc rễ, vân vân. Từ ghép chỉ quan hệ thân thuộc là cậu mợ, cô dì, chú cháu, anh em, cha con, vợ chồng, vân vân. Câu số 2, hãy nêu quy tắc sắp xếp các tiếng trong từ ghép chỉ quan hệ thân thuộc. Thì ở đây quy tắc sắp xếp đó là theo giới tính thì là nam nữ là ông bà, cha mẹ, cậu mợ, chú thím. Theo bậc thì là trên dưới, bác cháu, chị em, dì cháu, bà cháu, mẹ con, vân vân. Đó là quy tắc sắp xếp. Rồi tiếp theo mình sẽ qua câu số 3. Tên các loại bánh đều được cấu tạo theo công thức bánh cộng X. Bánh rán, bánh nếp, bánh dẻo, bánh nướng, bánh gói. Theo em, các tiếng đứng sau ký hiệu X trong những từ ghép trên có thể nêu những đặc điểm gì để phân biệt các thứ bánh với nhau? Hãy nêu ý kiến của em bằng cách điền những tiếng thích hợp vào chỗ trống trong bảng thuộc bài tập 3 sách giáo khoa trang 15. Thì ở đây cô không có ở trên câu hỏi này cô không có nêu được cái bảng, thì cô sẽ làm ở dưới đây luôn. Thì ở đây đầu tiên mình sẽ nêu là các tên các loại bánh được cấu tạo theo công thức bánh cộng X. Thì tiếng sau có thể nêu là ít này có thể là cách chế biến nè, chất thứ hai là chất liệu nè, tính chất của bánh, hình dáng đó. Ở tên các loại bánh được cấu tạo theo công thức thì là có thể là nêu là cách chế biến, rồi chất liệu, tính chất của bánh, hình dáng của bánh. Thì bánh rán, bánh nướng, bánh thấp, bánh nhúng, bánh tráng, vân vân. Rồi bây giờ mình sẽ nêu cái cách cái ở phía sau này. Chúng ta sẽ nêu cách chế biến. Thì cách chế biến ở đây, ở phía sau từ bánh cộng cách chế biến, thì ở đây chúng ta sẽ gọi là bánh rán thì đó. Rồi bánh nướng thì chúng ta bánh này sẽ làm bằng cách là nướng nè. Còn bánh hấp thì chúng ta sẽ là hấp cách thủy. Rồi bánh nhúng này thì chúng ta sẽ nhúng vào trong dầu. Rồi bánh tráng thì chúng ta sẽ là tráng, là bánh cái loại bánh tráng đó, tráng ở trên mặt cái tấm vải, vân vân. Đó gọi là cách chế biến bánh. Còn chất liệu làm bánh, theo cái chất liệu làm bánh thì là bánh nếp thì được làm từ bột nếp. Rồi bánh tẻ, bánh khoai thì được làm từ khoai. Bánh ngô thì được làm từ ngô, chất liệu là ngô. Bánh sắn thì đã chất liệu từ sắn, và bánh đậu xanh đó là từ chất liệu đậu xanh. Rồi tính chất của bánh thì ở đây bánh dẻo thì bánh đó có tính chất là rất là dẻo, mình khi ăn thì mình cảm thấy rất là dẻo. Còn bánh phồng đó là một cái loại bánh mà khi chúng ta nướng nó sẽ có cái tính chất thì khi nướng xong nó sẽ phồng lên. Rồi bánh xốp thì cái này có thể là chúng ta nướng xong thì cái bánh nó sẽ rất là xốp. Đó, cái tính chất là như vậy. Còn bây giờ tới hình dáng của bánh thì bánh gói, bánh cuốn thừng thì cái này có thể gọi là
cái hình dáng của cái bánh nó lại cuốn lại, còn bánh này là bánh gói, còn bánh bánh tai voi thì có thể là nó giống như một cái hình dáng như là cái tai của voi. Nói như vậy, ở đây chúng ta sẽ câu số 3 này chúng ta sẽ trình bày như vậy. Rồi tiếp theo mình sẽ qua câu số 4. Từ lái in đậm trong câu sau miêu tả cái gì? Nghĩ tuổi thân, công chúa Út ngồi khóc thút thít. Đây, cái từ in đậm này. Cái từ thút thít này thì chúng ta thấy rằng từ này miêu tả tiếng khóc của người, khóc thút thít. Như vậy ở câu 4 này mình sẽ trả lời: từ lái thút thít miêu tả tiếng khóc của người. Những từ lái có tác dụng miêu tả ấy đó là, tức là những cái từ lái cũng có tác dụng miêu tả giống như từ thúc thiết, khóc thúc thiết ở trên, thì gồm còn có các từ như sau, đó là có thể là nức nở nè, khóc nức nở nè, khóc sụp sùi, rồi khóc rưng rức, rồi khóc tức tưởi, khóc nỉ non, khóc ti tỉ, vân vân. Thì ngoài cái từ khóc thúc thiết thì còn nhiều các từ lái như ở đây thì cũng cùng tác dụng như từ thúc thiết. Rồi mình sẽ làm câu số 5. Thi tìm nhanh các từ lái tả tiếng người, B tả tiếng nói, C tả dáng điệu. Thì ở đây các từ lái tả tiếng người đó là tiếng cười. Cô xin lỗi, đây là tả tiếng cười. Tiếng cười thì cười khúc khích, cười sần sặc, hô hố, ha hả, thanh khách. B là tả tiếng nói thì khàn khàn, nhẹ nhẹ, thỏ thẻ, oan oan, trong trẻo, vân vân. Tả dáng điệu thì lừ đừ, lả lướt, nghênh ngang, ngông nghênh, vân vân. Đó, đây là những cái từ lái mà tả nhiều cách khác nhau, tả tiếng cười, tả tiếng nói và tả dáng điệu. Đây là những cái mà ví dụ về từ lái.